cao niên, sống vui, sống khỏe. Không sao, cứ để đây. Không, sống vui, sống khỏe, được. Đấy, cũng quên rồi. Bố cứ bình tĩnh nhá. Cắt được mà. Tân Sửu năm cũ đã qua, Nhâm Dần năm mới đang đảm tiến lên. Chúc mừng các cụ cao niên bước sang năm mới được thêm tuổi vàng. Đấy. Kính chúc các cụ an khang, gia đình thịnh vượng, cháu con thuận hòa, sống vui, sống khỏe tuổi già. Giúp con nhá, giúp con khuyên cháu chan hòa tình thương. Nào nào, thế nào? Chuẩn. Thế. Đúng sai khuyên bảo tỏ tường nhá. Nhá. Vâng. Đúng sai phải khuyên bảo tỏ tường, áp đặt nó không được. Vâng. Ông bà mẫu mực làm gương soi đời. Đấy, quá là tuyệt vời. Thế nhưng mà năm nay Covid. Vâng. Thôi thì đọc gia đình được. À. Đấy, thế là bài thơ của bố quá hay. Đấy. Bê tao đọc lại nha. Vâng. Nha. Tân Sửu năm cũ đã qua. Năm ngoái, Nhâm Dần năm mới đang đà tiến lên. Chúc mừng các cụ cao niên bước sang năm mới được thêm tuổi vàng. Đã ông được tuổi vàng ấy chứ. Vâng. Thế ông được tiếp rồi. Đúng không? Được thêm tuổi vàng. Kính chúc các cụ an khang, gia đình thịnh vượng, cháu con thuận hòa. Cãi nhau làm đâu nhá. Vâng. Sống vui, sống vui này, sống khỏe tuổi già. Giúp các con này, khuyên các cháu để chan hòa tình thương. Nhớ chưa? Vâng. Đấy đấy đấy, như thế. Thế là bố. Con nhưng mà không. Ông nhớ. Thế thì nói bố rể nhà mình nha. Không, lúc này ông mới vui mới nói là tuổi già thì nó nhớ quên nhớ quên, lúc nào mà mình quên là thông cảm. Đúng rồi. Còn lúc nào nhớ thì phải mình làm mẫu mực. Xong rồi chú gấp ra con cho. Đấy đấy đấy, nhìn đấy nha. Vâng. Cụ bà sinh như tao này là ngày mai ra đi, nhưng chiều thứ bảy mày về học, mày về. Vâng. Thì bà mà cụ bà sinh tao nên là mới bảo là thằng Thắng đâu rồi, bà Thắng nó mới về, nó bảo mày vào. Cụ bà cầm sinh tay. Như tao. Vâng. Nắm vào tay. Vâng. Có khuyên này, phải học cháu ạ, thông minh lắm, mai đã ra đi đấy, thông minh lắm đấy chứ. Thế thì nó cứ gọi là cơ mới chuyển cũ. Thì mấy hôm trước bà Khỏa này, bà Loan này, bà Khiêu này, bà Khiêu vào ông Bộ đấy. Vâng. Bà Bích này không gọi một ai, nhưng chỉ gọi cái Huyền nó đâu rồi nha. Huyền là bà của các cháu, nắm tay ân hận ấy, đúng ý mấy ân hận. Mẹ là mẹ, không giúp được con cái gì, nhưng về đây thì con phải hầu hạ. Đấy, lúc ấy là khi gần chết mới là thật. Bà Khóa vào à? Đấy, cụ Khiêu thì rong tinh lắm, gạt ra. Bà Loan càng gạt nữa. Nhớ được không? Đấy là ông kể cái sự việc như thế. Nhưng mà theo như bây giờ đạo Phật, tất cả buông thả hết thì mình mới có phước. Đúng rồi. Mình thù hận là mình sẽ bị mang tội nhá. Nói với các cháu để các cháu hiểu được nhá. Tất cả là phải phóng khoáng nhá. Đấy, tất nhiên là trong lúc ngóng như rồi nguội thì cũng biết được là người này tốt người kia không. Đấy, bà Khóa bà là con gái cũng không thấy gọi vào, mà gọi cái người con dâu lúc bình thường là mâu thuẫn nhau. Cậu đấy là sắp chết rồi biết được cái sai ân hận là gì.
đấy, 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 đấy là ông nói là như thế. Vâng. Ngô, ừ. Bố ơi bác ăn đi. Chín đã đổi rồi. Đổi rồi. Ừ, vừa ăn vừa nói chuyện. Không ngồi đâu. Mà. Thế còn rất là người ta sẽ gì đâu? Tao đi chơi người ta cũng nói gì nhỉ? Không phải là đẹp trai nhưng nói không nhưng mà nói một cái câu này như thế này để nói với ông anh mấy này các con các cháu này nhá. Bà Thiền nhá, Phương nghe bố nói nhá, bà Thiền là con cụ trưởng đây này, thầy lĩnh bảo trợ của các cụ, không biết hạnh ngộ hai người ngồi bên nhau thì bà Thiền bà ấy bảo này, ông cụ sinh như tao này giỏi nền tính và vui tính, thế bà Thiền bà bảo thế ông có còn nhớ không? Tôi thừa nhớ chứ, là ngày xưa là nhà vách vách đất thì tôi sang bên này thì là chị em ngả cái nong ra ngủ với nhau, bà kêu bà khóa và bà Tiệc nhá. Đấy cái câu ý tao nói thật là cũng ghi vào tâm đấy, rất quý nhà mình, cụ ông sinh như tao là rất thông minh, rất thông minh hiền hòa vui tính. Bà Thiền này này đấy, lúc nào chúng mày cụ ngày xưa là đáng lẽ là ở Hà Nội, ở Hà phố hàng than ở phố hàng than đó, đá bảo gì vừa xích nô vừa làm nghề thợ nhuộm, nhưng ngày xưa cái dân an cảnh này là lạc hậu rồi. Cụ bà bảo quê cha đã tổ điêu đấy, cụ bà nuôi lạc hậu không đấy 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 là thôi được gọi